Hello chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem cái cách kỹ thuật ha, để mình trồng ra những cái ổi này các bạn. Đây là cái ổi của mình trồng ở dưới đất luôn các bạn. Mình trồng cái ổi này được hơn 2 năm rồi, mà thì cây này bây giờ nó đã thích hợp với thời tiết ở ở đây rồi các bạn. Thì đây nó có trái này các bạn, ổi mình cũng trồng mình đã có trái rồi các bạn. Mình quay cho các bạn xem ha. Đây, thì đây là cái trái ổi ha các bạn. Đó. Đó, ổi cái trái đó các bạn thấy không? Thì trái cái này thì nó cũng chưa được lớn lắm tại vì cái mùa đông á các bạn. Thì mình cũng đã trồng rồi, mình đã thí nghiệm rồi cho bạn xem ha. Thì nó cũng được 2 trái. Thì mình mới trồng được 2 năm thôi, nhưng mà thì cũng do thời tiết nó lạnh nên mình trồng cái đất á. Rồi thì bữa nay mình cũng có mua được 2 cây này. Rồi bây giờ mình cũng giới thiệu sơ cho các bạn xem ha. Đây, thì cái mùa hè thì cái lá nó sẽ xanh. Còn cái mùa đông thì cái lá nó vàng. Lá nó đỏ các bạn thấy không? Thì đó, cái mùa đông thì lá ổi nó màu đỏ đó các bạn, mà bữa nay thời tiết cũng hơi lạnh. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kỹ thuật mình trồng ra ha, để mình tách ra những cái ổi như thế này. Đó, bạn thấy không? Mình xay ra chậu. Thì mùa này thì cũng sắp chuẩn bị vô mùa đầu tháng 9 là nó vô cái mùa xuân. Nên các bạn cứ trồng ra. Đầu tháng 9 nó ra cái mùa xuân thì các bạn cứ trồng ra các bạn ha. Rồi, rồi mình làm các bạn ha. Để trồng được cái ổi này, trước tiên là mình phải chọn một cái loại đất các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ chọn một cái loại đất gọi là đất compost nè các bạn ha. Đây, quay cho các bạn xem. Thì trong này nó có độ ẩm, độ blend và cho cây trái ăn trái ha. Và củ nữa các bạn. Thì nó vừa bổ sung cho bộ lá và bộ rễ và bộ nước ha. Thì nó có dưỡng chất ở trong đây. Thì cái đất này rất là tốt nha các bạn. Đó. Thì mình trồng cây này thì nó cần phải cái độ ẩm nhiều. Đó, nên các bạn nhìn các bạn thấy không? Nếu mà mùa hè thì các bạn không có độ ẩm thì cũng không được. Thì đây là cái loại đất ha. Rồi kế đó là tôi mà chọn thêm cái phân chù. Cái phân con chù là con lem nè các bạn. Thì trong đây nó cũng làm sẵn, nó làm cho nó khô sẵn rồi. Thì bây giờ mình chỉ có nhiệm vụ là mình đem xuống mình trồng thôi. Rồi kéo đến là thu mạch có bữa nay thu mạch sẽ hướng dẫn cho bạn thêm là cái loại phân nấm á các bạn. Từ cái cây nấm ra các bạn. Đây mình cho các bạn xem ha. Đó, nó cũng đầy đủ dưỡng chất hết các bạn thấy không? Thì nấm này thì nó có cũng có dành cho rau củ nè. Cây ăn trái và bộ lá và rễ luôn các bạn. Thì mình cũng bổ sung thêm cho nó có dưỡng chất. Và hôm nay thu mạch cũng có một cái thùng. Thì cũng như lần trước thôi, thu mệt có cái thùng này, thu mệt cũng mua ở chợ trời. Thì nó cũng có cái lỗ đây. Đây, để mình quay lại cho bạn xem ha. Thì ở trong này, trong cái thùng mình thì có cái bộ phận này ha các bạn ha. Đó, thì các bạn cứ lấy ra ha. Cái thùng này nó không có lỗ dưới đáy nha các bạn. Nó không có lỗ dưới đáy ha. Thì mình nó có lỗ bên hông. Thì nước nó sẽ giữ lại dưới này. Thì nó sẽ làm mình sẽ giữ cái thùng này thì mình trồng thì mùa hè thì mình đỡ phải tốn tiền đỡ tốn nước các bạn. Đỡ tốn thời gian, tiết kiệm cái thời gian tưới nước các bạn. Thì mình bỏ cái này lên. Thì cái này nó có cái chân đứng. Thì mực nước nó ở dưới này thôi. Rồi đất mình để trên ha các bạn ha. Thì các bạn nhìn thấy không? Cũng đẹp các bạn ha. Đó. Tụi tây nó cũng tế chế tạo ra cái thùng này rất là hay. Rồi, rồi mình bỏ vô đất vô mình trồng ha. Thôi mà sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái lỗ để cho mình cho cái vòi nước nó ra ngoài, nó dẫn ra ngoài ha. Chứ để này nó chảy xuống đây thì nó cũng không hay lắm các bạn. Bạn thấy không? Mình làm cái vòi ha. Thì đầu tiên thôi mà cũng có cái này các bạn. Thì bây giờ thôi mà sẽ bỏ ra ha, dẫn vô ha. Mình dẫn vô đây.
Rồi, thu mạch đã gắn xong rồi các bạn ha. Đó, các bạn nhìn thấy chắc chắn rồi ha. Thì cái này các bạn dặn ra, dặn vô thì khóa đang được ha. Nước nó vẫn giữ trong này ha. Giữ khúc phần dưới này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi, bây giờ mình làm tiếp cái bước là mình trộn đất ha. Thu mạch sẽ hướng dẫn cho bạn trộn đất ha. Thì đầu tiên thu mạch cũng có một cái dăm cây này các bạn. Cái này là cái dăm cây họ sai ra ha các bạn. Rồi để mình để cũng lâu ngày rồi nó mục ra đó các bạn. Thì mình cũng trộn chung với lại cái này luôn cho đỡ tốn tiền các bạn. Thì mình nói chung là mình cũng tiết kiệm được tí xíu tiền ha. Tại vì cái cây này nó cũng đòi hỏi cái độ phân rất là nhiều. Thì cái phần mà dăm cây này họ sai ra đó thì sau này nó sẽ làm một cái đất phân nha các bạn. Thì phân này cũng phân hữu cơ thôi, mình cũng trồng. Bạn trộn vô luôn cho mình ha. Đây là cái phân nấm ha, rồi mình cũng xé ra mình bỏ vô ha các bạn ha. Đây. Cái này là cái nấm mà họ cũng là xài cái phân compost này thôi. Xong họ nuôi cái nấm thì trong đây nó cũng có chất phân ở trong đây sẵn rồi các bạn. Cái này là phân trù ha, mình cũng cho vô mình trộn vô lên ha. Đây, con chù nó quay sẵn hết rồi. Trộn ít thôi, cái này cũng vừa thôi chứ không cần nhiều lắm. Tại vì sau này nó sẽ một cái phân, mình sẽ làm phân thêm. Rồi, tới cái đất này hồi nãy mình nha bạn. Cái đất này thì dành cho cây ăn trái nè. Cây ăn trái, cà chua, bắp rồi ha. Củ, rau củ, nói chung là cái đất này rất là hỗn hợp rồi các bạn. Rồi các bạn cứ trồng vô, đổ vô trồng cho mình ha. Mình cho cái cỏ khô nữa vô. Cỏ này khô thì nó làm cho cái độ ẩm nó giữ cái độ ẩm thêm nữa. Rồi các bạn trộn lên cho mình ha. Rồi, bạn xem đây ha. Rồi, sau khi mình đã trộn đất đồ xong hết rồi các bạn. Bây giờ tới cái khâu là mình trồng cây rồi các bạn ha. Rồi, bây giờ mình trồng xuống nè các bạn ha. Thì các bạn trồng xuống thì các bạn cũng đuối một cái lỗ ha. Trồng nó xuống, mà các bạn cũng không sợ nó chết đâu ha. Trong đây thì chắc bổ dưỡng là đầy đủ hết rồi đó. Rồi mình lấy ra. Đó. Ở trong đây nó có con trùng sẵn rồi các bạn ơi. Đó. Đất này thì nó cũng có trùng sẵn rồi, nên mình cứ để nó sẽ sinh sôi thôi. Rồi. Đó. Mình cứ trồng xuống. Thì cái ổi này thì thu mạch mua từ cây họ ương bằng hộp nha các bạn. Là ở trên đây nó không có cái mắc ghép nào nha các bạn ha. Không có mắc ghép nào hết. Nên cái ổi này sống rất là khỏe mạnh ha. Thường thì cái ổi người ta ghép ở đâu như này, nhưng mà cây này của mình là nó không zin nguyên thủy các bạn, là từ cái từ hột lên nha. Đó, mình trồng xuống nha các bạn. Thì cây này lúc trước là mình cũng mua có 15 đồng một cây thôi, cũng như những bạn ở Úc rồi họ trồng họ bán đó. Rồi các bạn cho nó đất nó chặt xuống nha. Rồi tương tự
cây bên đây cũng vậy nha các bạn. Các bạn nhớ phải cho đất cho chặt xuống thì nó mới giữ cái cây nó không có bị gió nè. Gió thì nó làm cho đây tương tự nha bạn, mình cũng trồng cái cây kế bên. À, rồi bớt kế tiếp ha, thu mệt cũng có một cái này các bạn. À, bước kế tiếp thu mệt cũng có một cái chậu ha. À, thu mệt cắt một cái lỗ bên đây. À, cắt một cái lỗ bên đây cho con trùng á. Mình đổ rác thải vô đây thì con trùng nó sẽ bò ra bò vô cái lỗ đường này ha. Đó, thì mình cũng đào một cái gốc nào đó cho cái cây cây ổi xuống ha, thì mình thu mệt chọn chỗ này ha. Thì mình đào xuống. À, vỏ chuối rồi các bạn. Các bạn cứ thả vô. Nè, trái cam này, thả vô cho nó ăn. Đây mình cũng có một ít ở đây mình cũng có một ít thức ăn nhà bếp. Mình thả vô luôn nha các bạn. Đó, ép. Ba cái rác thải từ nhà bếp này. Mình thả vô đây để tạo cho con trùng, tạo làm con trùng đó. Nó ăn là xong rồi nó di chuyển vô đây, nó làm cho đất mình tơi xốp thêm. Rồi. Cái này thì mình kiếm đồ mình đẩy lại các bạn ha, đẩy lại luôn. Để chặt lại. Đó. À, các bạn thấy cái bầu của mình bây giờ hiện tại là gió nó rung rinh nhiều quá các bạn. Để mình cũng phải buộc lại các bạn ha. Buộc cho lại giữ cái cây. Các bạn kiếm một cái cây các bạn giữ cái gốc cho nó cố định lại các bạn. Đừng để cho nó gió nó quạt nó quạt tới quạt lui thì nó làm hư rễ ha. Bây giờ là tới khâu giai đoạn mình tưới nước vô các bạn. Mình tưới vô cho nó ướt đều hết các bạn ha. Tưới cho nó ướt đều hết. Giờ nó thấm dưới hả bạn ha. Rồi. Rồi, đây nước nó chảy ra. Đó, nước nó chảy ra các bạn. Thấy chưa? Cái thùng này thì nó chứa được 2 lít nước trong đây nha các bạn. Đó. Mình quay cho các bạn xem. Đó. Đó. Nó đang chảy ra đó các bạn. Thì cái thùng này nó chứa được 2 lít nước. Thì 2 lít nước này sau khi mà nước chảy ra đầy ha. Thì hiện tại thì nó chưa có thấm đều đâu. Đó, mình tưới nhiều quá. Giờ mình tưới lại, mình tưới lại nha các bạn. Tưới nó lại. Nó đỡ tiết kiệm nước lắm các bạn. Thùng này phải nói là người ta nghiên cứu cái thùng này rất là hay. Đó. Mình tưới nó lại các bạn. Cho nó thấm. Rồi. Thì hiện tại là ở Úc đang mùa đông nên các bạn nếu trồng cây thì cái mùa này cây nó ngủ các bạn, nên các bạn trồng cái rễ nó ngủ thì các bạn nên trồng nó xuống để cho đầu tháng 9 là cái mùa xuân nó sẽ phát triển lên. Thì ở Úc thì mùa này tháng 6, tháng 7, tháng 8 là đang là mùa đông các bạn, thì thời tiết cũng hơi lạnh. Bữa nay thì thời tiết là 12 độ C mà thu mệt cũng ráng cũng trồng để cho các bạn xem những loại cây. Thì cây ổi là cũng rất là khó chịu, tại cây này cây nhiệt đới nha các bạn. Thì bình thường là lá nó các bạn xem thêm ha, cái lá nó đỏ à, không phải đâu nha bạn, do là thời tiết lạnh nha các bạn. Thời tiết lạnh là làm cho cây nó đỏ thì mình không có sợ đâu, lá đã còn đeo vậy là còn sống nha các bạn. Thì nhưng mà các bạn đừng có cắt nha. Thì cây ổi của mình nó cũng có bông nè các bạn, cũng có bông nè, nhưng mà mình đừng có cắt cái chánh, nó đang lạnh thì nó cũng chưa có phát triển được đâu. Mình cứ để yên đó, để cho nó yên ổn đó, rồi cho nó nằm đó. Rồi để tới tháng đầu tháng 9 này các bạn cắt, cuối tháng 8 đi. À, tới cuối tháng 8 này các bạn cắt cái cho nó ra thêm nhánh ha, để thêm trái các bạn ha. Còn thì mình cũng giới thiệu các bạn sơ là cái ổi này mình đã trồng được 2 năm rồi. Thì cái ổi này mình rất là cưng đó. Nhưng mà mình không có làm cái che gió, che xương làm gì hết. Tại nó đã quen thời tiết rồi.
đó, mình trồng nó từ nhỏ từ hộp thì nó quen thời tiết hơn đó. Thu hoạch đã trồng được 2 năm rồi thì cái cây nó cũng phát triển rất là tốt rồi. Mong rằng các bạn cứ áp dụng cái phương pháp này của Thu Mạch, thì từ loại đất, loại phân và loại cách trộn đất, trộn phân và làm cái thùng, thì Thu Mạch cũng đã làm cho các bạn xem, thì các bạn cứ xem đó rồi các bạn làm theo. Thì nói chung là cây ổi là có cây nhiệt đới, nhiệt đới nha các bạn, chứ không phải là cây xứ lạnh, nhưng mà mình qua đây mình đã thuần chủng nó là các bạn thấy không, các bạn thấy người nó đẹp, rất là đẹp không. Rồi mong rằng các bạn cứ áp dụng và trồng theo cái phương pháp. Thì dưới này Thu Mạch cũng có cỏ các bạn, mình cắt cỏ mình tủ lại cho nó ấm, nó ấm gốc thôi, mà mình tưới nước cũng ít thôi, cái mùa này tự nhiên nó lạnh đấy các bạn, à, nước nó không có thoát được, mình cứ giữ cho nó ấm thôi, mình không tưới nước nha, không tưới nước tại vì đất ở dưới đất nó lạnh. Còn cái cây của Thu Mạch là trong chậu thì cần phải tưới đất tại vì mới. À, thôi video của mình đã dài rồi, à, thôi video của mình đã dài rồi, mình xin dừng clip ở đây ha. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau, mình sẽ làm chỉ cho các bạn thêm những phương pháp về cách trồng cây ở Úc các bạn, à, trồng cây những ở nơi xứ lạnh, và mong rằng các bạn cho Thu Mạch xin một like và đăng ký kênh ủng hộ cho Thu Mạch nha. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.